Sao em gọi cho anh hoài không được? Anh bận làm nên không nghe máy em được á. Ủa hàng nhà có chuyện gì hả? Không có gì, em chỉ muốn nghe giọng của anh thôi à. Thiệt á, anh tưởng nhà có chuyện gì không luôn á Hằng. Anh quá đáng thiệt á. Đi làm 5 tiếng rồi mà không thèm gọi cho em lần nào hết. Anh bận làm mà thời gian đâu mà gọi cho em trời. Bận thì cũng phải gọi cho em chứ. Anh thừa biết là em ở nhà chỉ có một mình thôi mà. Ừ. Thanh Cường. Ừ. Ủa, hôm nay làm cả tối hả? Hôm nay em học sáng mà, anh quên hoài à. À, thôi đi vô trước đi. Em thay đồ trước nha. Ờ, à. Alo, anh nghe nè. Anh nói chuyện với ai à? Là con gái phải không? Ờ, bạn làm chung đồng nghiệp của anh á. Đồng nghiệp gì mà nói chuyện dịu dàng quá vậy? Dịu dàng cái gì trời? Anh chào hỏi nói chuyện bình thường mà sao vậy? Anh Cường. Ơi. Anh Quang gọi anh kìa. Ờ, anh xuống liền nè. Ơi. Sao mấy con nhỏ đó nói chuyện với anh thân thiết quá vậy? Thiệt thân thiết cái gì trời, thiệt khổ quá. Anh bận rồi, thôi có gì anh nói chuyện với em sau nha. Alo. Alo. Sao đang nói chuyện với em mà anh dám cướp máy ngang xuống vậy? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Mấy cái người này đúng là chán sống rồi mà. Dạ bây giờ dầu nóng rồi này thì mình mới cho bơ vô được. Rồi đợi tới khi mà bơ nó tan hết á thì mình mới cho thịt lên, lúc đó ăn nó mới ngon. Đúng là chồng của mình vừa đẹp trai vừa phong độ, nướng thịt và cũng đẹp trai nữa. Anh ơi. Ơi. Bàn số 3 cần lên than á, anh giúp em nha. Ờ để đó làm cho. Cảm ơn anh nha, may mà có anh á. Có gì đâu. Anh Cường. Ơi. À, anh Cường. Ơi. À, bàn số 7 cũng còn thêm thang á. À, giúp em nha. Ờ, để chút anh làm cho. Trời dễ thương quá à. Đẹp trai nữa. Cái quán gì mà như động nhìn nhọn vậy trời. Thím. Dạ, con chào thím. À, thím đi mấy người ạ? À? Thím đặt bàn chưa? Dạ, cho em gửi phần sườn á. Ba chị ướp mật ong với lại miếng trộn á. Bên em đang làm, chị đợi xíu nha. Giờ em xin phép nướng thịt cho mình ha. Anh. Ơi. À, anh mệt không? Không ấy để em nướng cho. Anh đang suy nghĩ đi. Thấy anh thương quá à. Thôi anh làm được rồi. À, dạ. Ừ. Tính dụ chồng chị hả cưng? Mơ đi. Anh. Hả? Để em nướng cho. Thôi để anh làm được rồi. Anh đã uống miếng nước đi. Nãy giờ em thấy anh không nghĩ chút nào đâu. Thôi anh có khác đâu. Em đi ra coi bàn số 5 người ta order chưa. Mày cũng cười nữa hả? Cường ơi, em cho rau bàn số 13 đi em. Dạ. Không cần đâu, tôi ăn như vậy no rồi. À, quý khách yên tâm, rau ở đây miễn phí, cho nên chị cứ dùng thoải mái nha. Mấy chị đợi em chút nha. Dạ em gửi rau thêm à. Chị ơi, chị có cần em nướng phụ chị không? Sao cái tay trông quen quen ta? Được cái tướng này nữa. Không lẽ là Hằng? Em đúng không? Em làm cái gì ở đây vậy Hằng? Tại em sao nói anh mua về cho. Anh ơi. Ơi. À, bàn số 11 còn thêm cồn, anh theo giùm em đi. Ờ để anh ra anh làm cho. Dạ. Anh ơi anh ơi, cô là cái gì mà xinh ngọt ngào quá vậy hả? Sao vậy? Bà thím này là ai vậy anh? Bà thím? Bà thím nào? Ơi sao khách gọi kìa, em ra coi khách order gì vậy? Đi ra coi đi, không có gì đâu. Em làm cái gì vậy hả? Giấc mơ của mẹ, phát sóng độc quyền trên Vion.